Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình mạng Đàm Anh Ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua kỳ 212 và hôm nay chúng ta sẽ học về một cái phương cách để cho chúng ta nắm vững được tiếng Anh là How to learn to master English. Trong phần này chúng tôi chia ra làm hai phần ngắn để chúng ta chú ý tới chiều... cái điều thứ nhất đó, là những cái trạng thái tâm lý của chúng ta chúng ta nên tránh trong khi chúng ta học tiếng Anh là tức là chúng ta phải học nó một cái cách là Uh, rất là bảo dạn đừng có e dè đừng có ngại ngùng cái gì hết khi chúng ta học tiếng anh cái điều thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi vào một cái một số những cái động từ để chúng ta học thêm để chúng ta đào sâu thêm vào tiếng anh rằng hai động từ nghĩa rất giống nhau nhưng nó dùng như thế nào trước hết á là how to learn to master english số 1 avoid not to be nervous worried wondering or imagining Tức là gì tránh, avoid là tránh, not to là yeah. đừng có, đừng có để mình rơi vào tình trạng nervous. Nervous tức là gì? Làm cho chúng ta mất bình tĩnh, mất an, chúng ta cảm thấy cái bồn chồn trong người là nervous, không có yên, nervous. Worried là gì? Là cứ lo âu rầu rĩ thôi. Là buồn bã về chuyện gì, lo lắng về chuyện gì là worried. Wondering là lúc nào cũng thắc mắc hết á. Lúc nào cũng đặt câu hỏi hết. Wonder tức là cứ hỏi nó thế này hay là nó thế kia là wonder mà chữ wonder nó hay lắm cái vị chúng ta mở ngoặc mà nói một tí là thủ wonder tức là chúng ta suy nghĩ à, giả tường với cái chuyện gì trong cái đầu của mình nhưng mà wonder trong cái tiếng uh, danh tự á, thì nó có nghĩa là gì nó có nghĩa là một kỳ quan trên thế giới wonder the seven wonders of the world tức là bảy kỳ quan trên thế giới còn chữ wonder bình thường thì nó nghĩa là một cái người ta uh, suy tưởng người ta nghĩ ra một cái gì nó không có chưa chắc nó là đúng là to wonder còn imagine là chúng ta tưởng tượng to imagine là tưởng tượng uh, imagination là sự tưởng tượng đi vào từng uh, chữ một để phân tích thì chúng ta thấy rằng Tại sao nervous? Tại sao chúng ta à, bồn chồn, chúng ta là không yên? Bởi vì là khi chúng ta nói tiếng Anh chúng ta bị bồn chồn. Cho nên nervous about speaking English in phone calls. Khi chúng ta gọi phone. In meetings trong khi chúng ta đang hội họp nhiều người mà nói tiếng Anh. In presentations with your boss. Khi chúng ta phải trình bày, tường trình những cái điều chúng ta cần nói đối với cái cấp trên của mình, đối với ông chủ của mình. Hay là đối với co-workers, những người đồng nghiệp của mình. Worker là người làm việc, co-worker là người cùng làm việc, tức là đồng nghiệp với mình, những người làm chung với mình trong một cái văn phòng, một cái công ty, thì nó gọi là co-workers and clients và những khách hàng. Thứ hai nữa, bị <laughs> worried là tại sao? Tại sao chúng ta lo âu, buồn bã, lo lắng, <laughs> lo ra đủ một thứ hết? là worried about making mistakes when writing business letters, emails and reports. Là bởi vì chúng ta rầu rĩ, chúng ta lo lắng, chúng ta lo ra là gì? Là chúng ta lo ra là chúng ta sẽ là tạo ra cái sai lầm. Chúng ta sẽ make mistakes, tức là chúng ta sẽ làm lỗi khi chúng ta viết những cái lá thơ về thương mại. Business, business là thương mại, letters là lão thư. Hay là chúng ta viết những email, hay là chúng ta viết những bản tường trình là reports. Wondering là chúng ta suy nghĩ cái gì. Wondering if your English doesn't sound natural. Chúng ta cứ phân vân. Wondering đôi nghĩa có thể dịch là phân vân. Chúng ta cứ phân vân xem rằng không biết là tiếng Anh của mình nó nghe nó có tự nhiên không. Sound natural. Sound tức là uh, tiếng động. To sound là nghe. Sound natural là tiếng đó nó nghe, nghe tự nhiên không. Because you say things differently from how a native speaker would say things. Bởi sao? Bởi vì rằng bạn nói những cái điều những cái điều đó nó khác một cách khác đối với differently from. Đối với cái người bản xứ native speaker, người nói tiếng Anh tại địa phương nó gọi là native, tức là người bản xứ. How tức là họ nói như thế nào những cái điều đó. How a native speaker would say things bây giờ chúng ta nghĩ ngợi chúng ta tưởng tượng nghĩ ngợi imagining that other people in the business world might be considering you less intelligent or less uh, capable because of imperfect English skills chúng ta lại tưởng tượng chúng ta lại suy nghĩ rằng những người khác đó trong cái thế giới về buôn bán thương mại này Work đây có nghĩa là thế giới buôn bán nhưng mà nó cũng có nghĩa là trong một cái xã hội trong một cái khung cảnh buôn bán nào chứ không phải là toàn thế giới. Business world là trong cái giới buôn bán chứ không phải là thế giới. Chúng ta dịch nó là trong cái giới buôn bán đó. họ có thể nghĩ họ có thể uh, considering họ có thể cho rằng to consider là mình cho một cái việc gì nó như thế. Backbiding considering có thể họ có cho rằng bạn ít thông minh bạn kém thông minh less intelligent là kém thông minh hay là kém khả năng less capable capable uh, capacity chẳng hạn điểm là cái dung lượng và cái khả năng còn tiếng tính tự nó là capable or less capable bởi tại sao because of khi mà because of thì đằng sau nó phải đi theo nó là tiếng danh tự chúng ta nhớ như thế sau so because of là tiếng danh tự còn nếu không có chữ ơ là because thì sau đó nó có thể làm một cái mệnh đề một cái phrase một cái sentence bởi vì tại sao bởi vì cái mà kỹ năng tiếng anh của bạn nó không có được hoàn hảo perfect là hoàn hảo thêm chữ im là đầu nó là cái uh, prefix tức là cái uh, 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 tiếp uh, tiếp đầu ngữ đó chữ im nó thêm vào nó đảo nghĩa lại imperfect là bất hòa, bất hảo, bất hoàn hảo. Tức là tiếng Anh của mình nó chưa có được hoàn hảo. Là lý do tại như thế. Cho nên mình imagining mình cứ mình cứ nghĩ mình không biết là những người khác nó coi thường mình không, bởi vì mình không có thông minh lắm, mình không có khả năng lắm khi mình nói và cái 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 kỹ năng tiếng Anh của mình còn kém. Đấy là những cái những cái điều mà chúng ta biết về cái phần số 1 là chúng ta tránh những cái phần trên thì chúng ta sẽ không vướng vào những cái tâm trạng bối rối khi chúng ta nói tiếng Anh. Đó là cố gắng chúng ta tập nói cho quen, tập viết cho quen thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái trạng thái đó. Việc thứ hai, à, bài học hôm nay phần thứ hai là different meanings of verbs, tức là những cái động từ nó có những nghĩa khác nhau. Chúng ta học hôm nay, chúng ta đào sâu vào động từ để chúng ta hiểu. À, một động từ nó có nghĩa thế này Và một động từ khác nó có nghĩa cũng tương tự Thì chúng ta biết cả hai cái động từ để sử dụng cho nó đúng Thứ nhất là ask and request Ask là hỏi, request là yêu cầu Hai cái này nghĩa cũng gần giống nhau Think and consider Think là suy nghĩ, consider là cho rằng nói như thế Give out and distribute Give, give out là đưa ra Distribute, distribute là phân phối phân phối cái gì đi look over and review look over là chúng ta coi sơ qua lại review là ôn lại cái gì là review throw away and discard throw away là ném đi còn discard là bỏ một cái gì đi find out and discover find out, find out là tìm ra cái gì discover cũng có nghĩa như thế cũng là tìm ra một cái gì mà discover nó dùng có vẻ văn chương hơn go back and return. Go back là chữ viết bình thường khi nói trở về là go back thôi. Còn khi nói văn chương một tí gọi là return. Chúng ta có cái bài hát uh, the uh, the river of no return ngày xưa là cô đào Mary Monroe có hát đó, chúng ta ai cũng biết cái bài nổi tiếng đó, tức là dòng sông dòng sông định mệnh, tức là dòng sông mà không có sự trở về. Đó là dòng sông định mệnh. Go ahead and proceed. Go ahead là tiến tới về phía trước đi. Cứ 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 làm đi, còn proceed đây là tiến hành một chuyện gì. Deal and handle. Deal là làm cái gì, handle là cũng làm một cái chuyện đó giải quyết một cái chuyện đó. Deal là có thể là đối phó với cái điều gì nữa. Còn handle là chúng ta uh, đảm nhận làm cái việc gì uh, cho nó xong gọi là handle. Talk about and discuss talk about là chúng ta nói về một cái gì còn discuss là chúng ta thảo luận hai cái nghĩa này nó hơi khác một tí talk là chỉ nói thôi nhưng mà discuss có nghĩa là hai ba người cùng ngồi vào một chỗ với nhau và bàn luận với nhau thảo luận với nhau để tìm ra một cái ý nghĩa nào trong cái câu nói đó trong cái buổi đó là discuss thì discuss đây nó là tiếng động tự còn discussion là tiếng danh tự có nghĩa là một sự bàn luận. Bây giờ đi vào những cái thí dụ, họ cho chúng ta những thí dụ để cho chúng ta à, biết cách để mà chúng ta sử dụng những cái chữ chúng ta vừa mới học ở bên trên đó thì họ viết thành câu. Đây là cái cách mà mình học cái cách viết câu nó gọi là sentence structure cấu trúc câu văn chúng ta học câu trúc câu văn này và chúng ta sẽ đặt một cái câu giống hệt như vậy để làm câu của mình và từ đó trở đi chúng ta sẽ viết được và từ đó trở đi chúng ta cũng sẽ nói được đây là cái cách học tiếng anh à, đọc viết à, và phát âm câu số 1 we asked for an update two weeks ago chúng tôi đã 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 hỏi Ask có nghĩa là chỉ là hỏi thôi. Hỏi cái gì? Ask for là hỏi về một cái gì. And update tức là một cái sự cập nhật, một cái gì làm cho người ta biết ngày hôm nay cái chuyện ngày hôm nay đó, ngày hôm qua như vậy. Nhưng ngày hôm nay thì update nó là cái gì? Two weeks ago tức là hai tuần lễ trước. Cái câu thứ nhì, we requested an update two weeks ago. Ở câu thứ nhì này nó nghĩa nó mạnh hơn. Tức là chúng tôi yêu cầu có một cái cập nhật hai tuần lễ trước rồi mà bây giờ chưa có. Bên trên là chúng ta chỉ hỏi thôi, hỏi có hay không. Còn dưới này là chúng tôi đã yêu cầu đấy, chúng tôi yêu cầu đấy, request đấy là phải làm. Cho nên request nó mạnh hơn, hơn là ask. Số so, 2, my manager is thinking about your proposal cái người mà manager quản lý của tôi đó thì đang suy nghĩ về cái đề nghị của bạn proposal là cái đề nghị proposal đây nó còn có nghĩa nữa làm cái bản tường trình một bản đúc kết về vấn đề gì ví dụ bây giờ mình muốn xin tiền trợ cấp uh, cho cái chương trình đó của mình thì mình phải làm một cái proposal mình nộp lên thì họ mới xem cái proposal đó họ xem là nó có đúng với những cái yêu cầu đó hay không thì họ chính phủ liên bang tiểu bang họ mới cho tiền xuống để tài trợ cho cái chương trình mà chúng ta đề nghị cho nên uh, proposal đây nó có hai nghĩa một nghĩa là sự đề nghị nghĩa thứ hai là cái bản mà chúng ta nộp lên bên trên để chúng ta xin một cái gì một nghĩa khác nữa là my manager is considering your proposal Ồ oh, chúng ta thấy rõ ràng đây là hai nghĩa khác nhau đúng không Bên trên là My manager is thinking about Tức là Cái người mà manager của tôi Đang nghĩ về cái Proposal của bạn thôi Đang nghĩ thôi Thinking thôi Chưa có ý kiến gì cả Nhưng cái thứ nhì nó mạnh hơn Tức là người manager tôi Đang is considering Tức là đang uh, Nghiên cứu Và đang xem xét rồi đó to Consider là người ta đã đọc rồi Và người ta đang vân vân là cho hay là không cho chấp thuận hay không chấp thuận cái đề nghị của của bạn cho nên chữ consider định nghĩa nó rõ hơn nó mạnh hơn để chữ think thinking là chỉ nghĩ thôi chưa có ý kiến gì cả số 3 the stores are giving out free samples các cửa tiệm này thì nó đang phân phát ra những cái mẫu mà à, không tốn tiền cái mẫu free sample cho người ta người ta nhận về nhà người ta làm mẫu riêng hay là cái free sample của đồ ăn là chúng ta có thể ăn những thứ những đồ ăn đó những cái thỏi chocolate đó người ta cho ăn ví dụ chúng ta vào trong Candy chẳng hạn họ vẫn cho chúng ta free sample để chúng ta ăn chúng ta thích không thích thì mua một cái hộp đó của họ thì đó gọi là free sample sample đây có có thể là everything là tất cả mọi thứ đều là sample hết từ những cái mà giấy má trở đi những cái mà uh, À, cho người ta thử mà không có mất tiền cho tới đồ ăn, đồ uống, chocolate vân vân, tất cả nước uống, free sample. The stores are distributing free samples. Ở đây chúng ta thấy rằng là hai nghĩa nó hơi khác nhau một tí. Là cái the store bên trên là giving out, tức là nó nó đưa ra thôi nó đưa ra những cái mà free sample thôi còn bên dưới là những cái tiệm này nó đang phân phát hai cái khác nhau bên trên là nó đưa ra ai muốn tới lấy thì lấy không muốn tới lấy thì thôi nhưng mà the store bên dưới này distributing tức là nó đang đang phân phát tức là nó có người đứng ở đó nó đang phân phát những cái free sample cho mọi người đi ra đi vô ở cái cửa hàng của họ thì hai chữ khác nhau là give out và distribute nó hơi nghĩa khác nhau một tí Số 4. I need some time to look over the information. Tôi cần có một số thời gian, một ít thời gian. Some time, không biết là bao thời gian, 5, 10 phút, không cần biết là some time thôi. Để làm gì? Để xem qua cái tin tức này. Look over là để xem qua thôi, chứ không phải là xem kỹ. Look into là tra tự điển. Hay là tìm tòi cái gì là look into. Còn look over là để mà xem qua. Thì tôi muốn xem qua tin tức này một chút. Bên dưới là I need some time to review the information. Cái nghĩa này lại khác rồi. Ồ, oh, bây giờ không phải là tôi muốn xem qua mà đây là tôi muốn à, xem lại cái bản tin này. Tức là bản tin là tôi coi rồi Đó vì tôi review thôi. Tức là review xem ok hay không ok thôi. Thành ra chữ review đây nó có nghĩa là chúng ta đã xem rồi và chúng ta xem trở lại thì là review. Số 5. The defective products were thrown away. Products là những sản phẩm, bất cứ sản phẩm gì cũng là products hết. Đằng trước nó đây là food product tức là những sản phẩm về thực phẩm. Và uh, milk product là những sản phẩm về sữa. Nhưng mà đây là defective product tức là những sản phẩm mà nó bị hỏng, nó bị khiếm khuyết, nó bị có lỗi là defective. Những sản phẩm có bị uh, bị hỏng bị có lỗi này đó đã được mà gọi là uh, ném đi hết uh, gọi là uh, discard tức là nó bỏ đi hết rồi. Discard tức là bỏ đi. Tất cả những sản phẩm hư hỏng này bị là bỏ đi hết rồi. Thì khi nó bỏ đi thì người ta có nghĩa là nó đã dẹp qua một bên rồi. Chữ thrown away cũng có nghĩa là ném đi. Hai nghĩa gần giống nhau. Nhưng mà chữ discard đó là người ta dùng có vẻ nó văn chương hơn một tí. Số 6 I have found out the reason for the error. Tôi đã tìm ra được cái lý do của cái lỗi này rồi. Của cái sai lầm này rồi found out là quá khứ của to find, to find out. To find found found. Thành ra to find find out đây tức là tìm ra được cái reason, tìm ra được cái lý do. I have discovered or I have determined or I have identified the reason for the error. Câu hai thứ hai này nó có nhiều nghĩa khác nhau, nó giống giống nhưng mà chữ khác. Ví dụ I have discovered là tôi đã tìm ra được, tôi đã phát giác ra được, discover nó mạnh hơn chữ uh, find out một tí, hoặc là determine là tôi đã quyết định được cái lý do đó là, là lý do nào, là determine, identify tức là tôi đã chỉ ra được, đánh dấu nó được, là là ID nó được, tìm ra được cái bản chất của cái lý do nó mà nó của cái sự sai lầm đó thì ba cái nghĩa này nó hơi khác nhau một tí discover, determine and identify là nó cũng có nghĩa rằng là nó tìm ra được cái uh, lỗi đó nhưng nó hơi khác nhau một tí số bảy our visitors are going back to their country tomorrow những người khách của chúng tôi ở đây nè họ sắp sửa họ trở về nước của họ ngày mai đấy to be going to chúng ta học rồi tức là nói về cái gì sắp xảy ra trong tương lai nó đồng nghĩa với chữ will hay chữ shall có thể nói là our visitors will go back to their country cũng được hay là our visitors shall go back to their country cũng được nhưng ở đây người ta muốn nói cho nó linh động một cái thể linh động liên tiến trong tương lai là are going back tức là hỏi liên tiến là muốn nói cái việc liên tiến sắp sắp sửa đi về nước đấy are going back hoặc là có thể uh, viết rằng our visitors are returning to their country tomorrow có thể nói Ồ, họ đang trở về quê của họ đấy ngày mai thành cái chữ return hoặc là cái chữ go back hai nghĩa này đều giống nhau nhưng mà return thì nghĩa nó có vẻ là nó uh, uh, văn chương hơn một tí thôi số 8. you need authorization to go ahead with the purchase bạn cần phải có được phép nhé được cho phép đó để mà, à, mà, mà 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 tiến tới cái việc mà mua cái sản phẩm đó to authorize là cho phép mà người nào làm cái gì còn authorization là sự cho phép cho nên bạn cần phải có sự cho phép nhé nếu bạn muốn the purchase, bạn muốn mua cái đó đó purchase là một cái việc, cái việc à, bất cứ một xe cổ, một cái Uh, máy móc một cái bàn ghế nào mà chúng ta mua đó nó gọi là the purchase. thì muốn mua được cái cái purchase đó mà muốn go ahead để mà tiến tiến cứ việc cứ việc mà đi mua đi không thì bạn cần phải gì cần phải có được sự cho phép là authorization đó là nghĩa của câu này hoặc họ viết là you need authorization to proceed with the purchase. ở đây chúng ta để ý bên trên là go ahead with là cứ đi mua đi with the purchase nó phải có chữ go ahead và đi với chữ with the purchase bên dưới nó là to proceed with the purchase to proceed with the purchase hai nghĩa đều nghĩa giống nhau nhưng tôi để ý cái cách cấu trúc câu văn đó. bên trên bên dưới đều dùng cái chữ là with the purchase hết bên trên là go ahead bên dưới là proceed tức là bạn cần phải có cái gì cái sự uh, cho phép để bạn tiến hành cái việc mua bán đó từ proceed có nghĩa là tiến hành uh, procession nó cũng là một cái đoàn người tiến hành một cái đoàn gì một cái, cái tiến trình là procession qua số 9 i will deal with the customer complaints à điều đây tức là tôi sẽ đối đầu đấy tôi sẽ nói chuyện đấy với những cái mà than phiền của khách hàng complaints là những sự than phiền, customer khách hàng. Customer complaints là những sự than phiền của khách hàng. Và tôi sẽ deal với nó đây tức là gì? Tôi sẽ gặp và tôi nói chuyện trực tiếp hay là với cái người khách hàng complain cái gì là to deal with. Hoặc là người có thật người ta có thể nói thế nào? I will handle the customer complaints. Ở đây chúng ta thấy cái cách cấu trúc của văn để ý là chỗ nào? Bên trên là to deal thì phải deal with. Không không có phải nói là to deal the customer complain được. Mà deal cái gì? Phải deal with the customer the complain. Có chữ with ở đó, có giới tự ở đó. Giới tự with ở đó. Nhưng bên dưới nó không có cái giới tự with mà nó thẳng luôn. Khi chúng ta, ta dùng handle là handle cái gì luôn cái đó chứ không có with cái gì nữa. Thành ra handle the customer complaints. Hai cái này để ý đây là cái lỗi chính tả nha nếu chúng ta không để ý chúng ta sẽ có lỗi chính tả nếu mà người ta làm những cái quiz người ta hỏi chúng ta à, về những câu nào đúng câu nào sai đó ví dụ bên dưới người ta nói là I will handle with the customer complaint đúng không chúng ta để đúng là không là chúng ta bị mua lỗi ở đây chỉ là handle customer complaint thôi còn bên trên nói là I will deal the customer complaint thì lại sai bởi vì nó có phải có chữ with cho nên học tiếng Anh chúng ta phải để ý những chi tiết này và cần chúng ta ghi vào trong notebook Số so 10, we talk about marketing strategy at the meeting. Chúng tôi nói về cái gì? talk about, chúng tôi nói nói về cái mà uh, chiến lược mà mà tiếp thị, marketing tiếp thị tại cái buổi họp đó. Tiếp thị tức là mình làm sao để mình quảng cáo cái món hàng của mình đó, gọi là market là thị trường. Marketing là đưa nó ra thị trường. Marketing strategy là chiến lược đưa nó ra ngoài thị trường. Người ta dùng, dùng cái chữ tiếp thị chẳng hạn. We, dis we discussed marketing strategy at the meeting. Bên trên là talk about. Bên dưới chỉ là discuss thôi. Không có discuss about nữa. Không cần. Discuss luôn là discuss marketing strategy at the meeting. Cho nên 10 cái câu mà chúng ta học ngày hôm nay về về sự uh, nghĩa khác nhau của các động từ đó quý vị. Cho chúng ta một cái ý niệm rằng chúng ta à, à dùng chữ nào ở đâu cho nó đúng và chúng ta khác nhau, chúng ta hiểu được sự khác nhau của động từ này với động từ kia dù rằng nó cùng một nghĩa đó nhưng mà nó tương tự thôi, nó không đúng nghĩa đó cho nên nếu chúng ta master English là ở cái chỗ này chúng ta nắm được nó rằng là cái mà give out nó khác nhau với distribute thế nào thì chúng ta dùng nó đúng hơn thì tất cả cái bài học hôm nay nó ngắn nhưng mà nó tự chung lại cho chúng ta đào sâu hơn và việc sử dụng chữ nghĩa trong tiếng Anh nhất là những cái cái từ ngữ, những cái ngữ vựng và những cái động từ trong tiếng Anh. À, tới đây chương trình chúng tôi đã tạm mãn. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình à, Thiên Hạ Sự hôm nay đã tới kỳ 212. Và chương trình này sẽ được phát hình vào trên à, à, 10 giờ sáng, 7 giờ tối ngày thứ hai và thứ tư trên băng tầng 57.3 tại Nam Cali. À, 16.2 Berkeley cũng như 27.9 ở Houston Texas hoặc quý vị có thể vô trong Vkel à, TV YouTube để xem những cái chương trình cũ vẫn còn lưu giữ trên đó ở à, chương trình để xuất phát trên Vkel TV và trên Vkel Radio mời quý vị đón xem một lần nữa cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.